Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến môn hóa học khối 10. Hôm nay chúng ta cùng nhau học chuyên đề lưu huỳnh và hợp chất. Phần 1, lưu huỳnh hydroxulfur. Nội dung của bài học ngày hôm nay gồm có: thứ nhất, lưu huỳnh; thứ hai, hydroxulfur; thứ ba, củng cố kiến thức; và thứ tư, hướng dẫn giải bài tập. Chúng ta qua nội dung đầu tiên, lưu huỳnh. Dựa vào bảng hệ thống tuần hoàn, các em hãy xác định vị trí và viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh. Trên bảng hệ thống tuần hoàn, ta thấy ký hiệu hóa học của lưu huỳnh là S. Lưu huỳnh nằm ở ô thứ 16. Cấu hình electron là neon 3s2, 3p4. Thuộc chu kỳ 3, nhóm 6a. Vì có 6 electron lớp ngoài cùng nên lưu huỳnh là nguyên tố phi kim. Tính chất vật lý của lưu huỳnh. Lưu huỳnh có hai dạng thù hình là lưu huỳnh tà phương, ký hiệu S alpha, và lưu huỳnh đơn tà ký hiệu S beta. Hai dạng thù hình này khác nhau về cấu tạo tinh thể và một số đại lượng vật lý như khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ bền, nhưng tính chất hóa học của chúng giống nhau. Chúng ta tìm hiểu tính chất hóa học của lưu huỳnh. Nguyên tố lưu huỳnh có các mức oxy hóa -2, 0, cộng 4 hoặc cộng 6. Đối với lưu huỳnh đơn chất, các em thấy số oxy hóa là 0. Đây là số oxy hóa trung gian, cho nên trong các phản ứng hóa học, nó có thể tăng lên cộng 4 hoặc cộng 6. Và khi đó thì lưu huỳnh thể hiện tính khử. Ngược lại, nếu trong phản ứng hóa học, số oxy hóa của lưu huỳnh giảm xuống -2, thì lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số phản ứng để chứng minh lưu huỳnh vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hydro. A. Lưu huỳnh tác dụng với kim loại. Mời các em xem thí nghiệm sau. Sắt bột tác dụng với lưu huỳnh bột. Nung nóng đầu que sắt trên ngọn lửa đèn cồn. Đưa vào hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh. Khi một ít hỗn hợp đã dính vào que sắt, mang đốt cháy trên ngọn lửa, sau đó đưa nhanh trở lại vào hỗn hợp. Một lúc sau, thấy hỗn hợp cháy đỏ. Vậy phản ứng hóa học đã xảy ra, sản phẩm tạo thành là sắt hai sulfur có màu xám đen. Các em vừa xem thí nghiệm phản ứng giữa sắt và lưu huỳnh đun nóng. Sản phẩm tạo thành là muối sắt hai sulfur. Ngoài ra, lưu huỳnh còn tác dụng với các kim loại khác, chẳng hạn như nhôm. Sản phẩm tạo thành là muối nhôm sulfur. Và lưu huỳnh tác dụng với thủy ngân ở nhiệt độ thường. Trong các phản ứng trên, các em thấy số oxy hóa của lưu huỳnh ban đầu là 0 và giảm xuống -2 trong hợp chất muối sulfur. Đặc biệt, phản ứng giữa lưu huỳnh và thủy ngân thì các em thấy xảy ra ở điều kiện nhiệt độ thường. Vì vậy, chúng ta có thể vận dụng kiến thức này để xử lý thủy ngân rơi vãi. Chẳng hạn như là trong phòng thí nghiệm hoặc trong gia đình, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì chúng ta rắc bột lưu huỳnh lên mảnh vỡ đó. Làm như vậy, thủy ngân sẽ tác dụng với lưu huỳnh, do đó hơi thủy ngân không phát tán ra không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. B. Lưu huỳnh tác dụng với hydro. Khi ta cho khí hydro
và lưu huỳnh phản ứng với nhau ở nhiệt độ cao, ta thu được khí hydro sunfua. Trong phản ứng này, số oxy hóa của lưu huỳnh giảm từ 0 xuống trừ 2. Qua các phản ứng trên, ta thấy khi phản ứng với kim loại và hydro, số oxy hóa của lưu huỳnh giảm từ 0 xuống trừ 2, do đó lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa. Hai, lưu huỳnh tác dụng với phi kim. Hãy mời các em xem thí nghiệm sau. Oxy tác dụng với lưu huỳnh, đốt nóng muôi sắt có chứa lưu huỳnh bột trên ngọn lửa đèn cồn. Lưu huỳnh nóng chảy rồi cháy ở ngoài không khí cho ngọn lửa màu xanh mờ. Sau đó, đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ chứa oxy. Lưu huỳnh tiếp tục cháy cho ngọn lửa sáng xanh. Sản phẩm sinh ra là lưu huỳnh dioxit. Các em vừa xem thí nghiệm phản ứng giữa lưu huỳnh và oxy. Sản phẩm tạo thành là lưu huỳnh dioxit. Trường hợp này, số oxy hóa của lưu huỳnh tăng từ 0 lên cộng 4. Ngoài ra, lưu huỳnh còn phản ứng với phlo và số oxy hóa của lưu huỳnh tăng từ 0 lên cộng 6. Vậy, khi phản ứng với phi kim mạnh, thì số oxy hóa của lưu huỳnh tăng từ 0 lên cộng 4 hoặc cộng 6. Do đó, lưu huỳnh thể hiện tính khử. Vậy ta kết luận, lưu huỳnh đơn chất vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Nội dung tiếp theo, hydro sunfua. Tính chất vật lý. Hydro sunfua là chất khí không màu, có mùi trứng thối, nặng hơn không khí, tỷ khối hơi so với không khí gần bằng 1,17. Nhiệt độ hóa lỏng là âm 60 độ C và nhiệt độ hóa rắn là âm 86 độ C. Khí hydro sunfua tan ít trong nước. Đây là khí rất độc. Tính chất hóa học của hydro sunfua. Các em đã biết, khí hydro clorua tan vào nước tạo được dung dịch axit mạnh. Vậy, khí hydro sunfua khi tan vào nước thể hiện tính chất gì? Câu trả lời đó là tính axit yếu. Hydro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu, gọi là axit sulfuhydride. Axit này yếu hơn cả axit carbonic nha các em. Axit sulfuhydride tác dụng với dung dịch bazơ tạo ra hai loại muối. Loại thứ nhất là muối trung hòa chứa ion S2-. Khi ta cho natri hydroxit tác dụng với axit sulfuhydride theo tỷ lệ mol 2:1 thì ta thu được muối natri sunfua. Loại thứ hai là muối axit chứa ion HX-. Khi ta cho natri hydroxit tác dụng với axit sulfuhydride theo tỷ lệ mol 1:1 thì ta thu được muối natri hydro sunfua. Chúng ta tìm hiểu tính chất hóa học tiếp theo của hydro sunfua. Trong phân tử H2S, các em thấy số oxy hóa của nguyên tố lưu huỳnh là trừ 2. Trừ 2 chính là trạng thái oxy hóa thấp nhất của lưu huỳnh. Vì vậy, trong phản ứng hóa học, nó có thể tăng lên 0, cộng 4 hoặc cộng 6 tùy vào điều kiện phản ứng. Do đó, người ta nói hydro sunfua có tính khử mạnh. Sau đây là một số phản ứng chứng minh tính khử mạnh của hydro sunfua. Phản ứng thứ nhất, ở điều kiện thường, dung dịch axit sulfuhydride tiếp xúc với không khí chuyển sang vẩn đục màu vàng do tạo ra lưu huỳnh. Trong trường hợp này, số oxy hóa của lưu huỳnh trong H2S tăng từ trừ 2 lên 0, do đó H2S thể hiện tích khử. Phản ứng thứ hai, khí H2S cháy trong không khí cho ngọn lửa màu xanh nhạt. Trường hợp này, số oxy hóa của nguyên tố lưu huỳnh
tăng từ trừ 2 lên cộng 4. Do đó, H2X thể hiện tính khử mạnh. Tiếp theo là trạng thái tự nhiên điều chế hydro sulfur. Trong tự nhiên, khí hydro sulfur có trong suối nước nóng, trong khí thải núi lửa hoặc trong trứng thối rửa cũng có một lượng lớn hydro sulfur. Ngoài ra, khí hydro sulfur còn có trong nước thải sinh hoạt, trong khí thải của các nhà máy. Vì vậy, nó gây ô nhiễm môi trường nước và không khí, gây tác hại đến đời sống con người. Do đó, chúng ta hãy cùng nhau giảm thải khí hydro sulfur và các khí độc khác, trả lại bầu không khí trong lành, đáng sống cho thế hệ tương lai. Điều chế hydro sulfur. Trong công nghiệp, người ta không điều chế hydro sulfur. Người ta điều chế hydro sulfur trong phòng thí nghiệm để thực hiện các phản ứng hóa học. Ta điều chế bằng cách cho muối sắt 2 sulfur tác dụng với dung dịch axit chlorhydrate. Tiếp theo là tính chất của muối sulfur. Muối sulfur được chia ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là muối sulfur của kim loại nhóm 1A, 2A, trừ beri. Nhóm này là tan trong nước và tác dụng được với dung dịch axit chlorhydrate, axit sulfuric loãng. Nhóm thứ hai là muối sulfur của kim loại nặng, chẳng hạn như chì sulfur, đồng sulfur, cadmi sulfur. Nhóm này không tan trong nước và cũng không tác dụng được với dung dịch axit chlorhydrate, axit sulfuric loãng. Nhóm thứ ba là muối sulfur của các kim loại còn lại, chẳng hạn như kẽm sulfur, sắt sulfur. Nhóm này không tan trong nước nhưng tác dụng được với dung dịch axit chlorhydrate, axit sulfuric loãng. Ngoài ra, một số muối sulfur còn có màu đặc trưng, chẳng hạn như kẽm sulfur có màu trắng, cadmi sulfur có màu vàng, sắt 2 sulfur, đồng sulfur, chì sulfur, bạc sulfur có màu đen. Thầy mời các em xem thí nghiệm điều chế khí hydro sulfur và thử màu sắc của một số muối sulfur. Tiếp theo là phần củng cố kiến thức. Thầy và các em cùng trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố phần kiến thức giáo khoa vừa học. Câu thứ nhất. Phản ứng nào sau đây chứng minh lưu huỳnh có tính khử? A. Lưu huỳnh tác dụng với nhôm. B. Lưu huỳnh tác dụng với kẽm. C. Lưu huỳnh tác dụng với hydro. D. Lưu huỳnh tác dụng với oxy. Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xác định số oxy hóa của lưu huỳnh trước và sau phản ứng. Trong ba phản ứng đầu tiên, các em thấy số oxy hóa của lưu huỳnh đều giảm từ 0 xuống trừ 2. Tới đây, thầy giới thiệu với các em câu thần chú khử tăng giảm. Khử tăng có nghĩa là chất khử có số oxy hóa tăng sau phản ứng. O giảm có nghĩa là chất oxy hóa có số oxy hóa giảm sau phản ứng. Vì vậy, ở ba phản ứng đầu tiên thì ta thấy lưu huỳnh thể hiện tính oxy hóa.
Ở đáp án D, số oxy hóa của lưu huỳnh tăng từ 0 lên cộng 2, do đó lưu huỳnh thể hiện tính khử. Và ta chọn đáp án D. Câu thứ hai, cho phản ứng H2S tác dụng với CL2 và nước, sản phẩm tạo thành là HCl và H2SO4. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất tham gia phản ứng ở trong phương trình trên? A. H2S là chất oxy hóa, CL2 là chất khử. B. H2S là chất khử, H2O là chất oxy hóa. C. CL2 là chất oxy hóa, H2O là chất khử. D. CL2 là chất oxy hóa, H2S là chất khử. Chúng ta xác định số oxy hóa của các chất trên phương trình. Các em thấy số oxy hóa của nguyên tố hydro và nguyên tố oxy là không thay đổi trước và sau phản ứng. Vì vậy, nước đóng vai trò là môi trường trong phản ứng này. Số oxy hóa của nguyên tố lưu huỳnh trong phân tử H2S tăng từ -2 lên +6 trong phân tử H2SO4. Do đó, H2S là chất khử. Và số oxy hóa của clo giảm từ 0 xuống -1. Do đó, clo là chất oxy hóa. Vì vậy, ta chọn đáp án D. Clo là chất oxy hóa, H2S là chất khử trong phương trình phản ứng trên. Câu 3. Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử? A. Clo, ozone, lưu huỳnh. B. Lưu huỳnh, clo, brom. C. Natri, clo, oxy. D. Lưu huỳnh, clo, oxy. Chúng ta không chọn đáp án A vì ozone là phi kim rất mạnh. Các em vừa học ở bài trước, ozone chỉ có tính oxy hóa. Chúng ta không chọn đáp án C vì natri là kim loại rất mạnh, chỉ có tính khử. Oxy là phi kim rất mạnh, chỉ có tính oxy hóa. Ở đáp án D, clo và oxy là hai phi kim rất mạnh, chỉ có tính oxy hóa. Vì vậy, chúng ta chọn đáp án B. Lưu huỳnh, clo, brom vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Khí hydro sunfua có tính khử mạnh. B. Lưu huỳnh vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. C. Muối H2 sunfua không tan trong nước và có màu đen. D. Muối chì sunfua không tan trong nước, tan trong dung dịch axit clohydrid và có màu đen. Chúng ta cùng kiểm tra các phát biểu. Phát biểu A. Khí hydro sunfua có tính khử mạnh. À đúng, chúng ta vừa học. B. Lưu huỳnh vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử. B đúng. Phát biểu C. Muối H2 sunfua không tan trong nước và có màu đen. Câu này diễn tả đúng tính chất của muối H2 sunfua. C đúng. Vậy chúng ta chọn đáp án là câu D. Phát biểu D là sai vì muối chì sunfua không tan trong dung dịch axit clohydrid. Nội dung cuối cùng, hướng dẫn giải bài tập. Ta qua dạng thứ nhất, lưu huỳnh tác dụng với kim loại. Ví dụ minh họa, cho 1,1 gam hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28 gam bột lưu huỳnh. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính phần trăm khối lượng bột sắt trong hỗn hợp ban đầu. Các em lưu ý, khi đề bài cho biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta hiểu hiệu suất là 100%.
ta tính số mol lưu huỳnh bằng 0,04 mol. Chúng ta có hai phương trình phản ứng hóa học. Sắt tác dụng với lưu huỳnh thu được muối sắt 2 sunfua. Nhôm tác dụng với lưu huỳnh thu được muối nhôm sunfua. Ta gọi A là số mol sắt. Vậy số mol lưu huỳnh phản ứng với sắt là A mol. Gọi B là số mol của nhôm. Vậy số mol lưu huỳnh phản ứng với nhôm là 1,5B. Ta có hệ phương trình 56A cộng 27B bằng 1,1 chính là tổng khối lượng của sắt và nhôm. Phương trình thứ hai A cộng 1,5B bằng 0,04 chính là số mol của lưu huỳnh tham gia phản ứng. Và ta tính A bằng 0,01 mol, B bằng 0,02 mol. Từ đó ta tính được phần trăm khối lượng sắt trong hỗn hợp ban đầu. Dạng 2, muối sunfua tác dụng với dung dịch axit. Ví dụ minh họa, hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Fe và FeS vào 300ml dung dịch HCl2M vừa đủ. Thu được V lít hỗn hợp khí X gồm H2 và H2S. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y. A. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu. B. Tính giá trị của V. C. Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp X so với hydro. Chúng ta có sơ đồ phản ứng sắt và sắt 2 sunfua tác dụng với dung dịch axit clohydrid thì ta thu được dung dịch Y chứa muối sắt 2 clorua và hỗn hợp khí X gồm có khí hydro và khí hydro sunfua. Và sau đây là hai phương trình phản ứng hóa học. Phương trình đầu tiên, chúng ta gọi A là số mol sắt. Vậy số mol axit clohydrid phản ứng với sắt là 2A mol. Và số mol hydro thu được là A mol. Phương trình thứ hai, chúng ta gọi B là số mol muối sắt 2 sunfua. Vậy số mol axit clohydrid phản ứng là 2B mol. Và số mol khí hydro sunfua thu được là B mol. Từ đó chúng ta lập được hệ phương trình. Phương trình đầu tiên 56A cộng 88B bằng 20. Đây là phương trình tổng khối lượng của sắt và sắt 2 sunfua ban đầu. Phương trình thứ hai 2A cộng 2B bằng 0,6. Đây chính là phương trình tổng số mol của axit clohydrid tham gia phản ứng. Từ đó ta tính được A bằng 0,2 mol, B bằng 0,1 mol. Câu A, đề bài yêu cầu tính thành phần phần trăm về khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu. Chúng ta có phần trăm khối lượng sắt bằng khối lượng sắt nhân 100 chia cho tổng khối lượng hỗn hợp ban đầu và chúng ta có kết quả là 56%. Câu B, tính giá trị của V. Theo phương trình phản ứng, các em thấy tổng số mol khí hydro và hydro sunfua là A cộng B bằng 0,3 mol. Vì các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn nên ta lấy số mol nhân cho 22,4 và ta được tổng thể tích hai khí là 6,72 lít. Câu C, tính tỷ khối hơi của hỗn hợp X so với hydro. Ta có tỷ khối hơi của X so với hydro bằng M lớn X chia 2 mà M lớn X bằng M nhỏ X chia cho số mol X. Từ đó ta thay số vào và ta tính được kết quả cuối cùng là 6,33. Phần bài tập về nhà,
Các em làm lý thuyết câu 1, câu 3, trang 39, câu 4, trang 41. Phần bài tập các em làm câu 10, câu 11, trang 41, câu 6, câu 7, trang 42, câu 8, câu 9, câu 10, trang 43 trong sách đề cương hóa học lớp 10. Chúc các em học tốt!